Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay lại với chuyên lời của mình và tiếp tục với cái series là bao giờ tôi có tướng UR ở bên xem vào Việt Nam nhé anh em nhé. Đây thì hôm nay là ngày thứ tư rồi, hôm nay là bắt đầu chuyển sang ngày thứ tư rồi anh em nhé. Và hôm qua thì nó là kết thúc cái sự kiện là xếp hạng chiêu mộ rồi. Đây anh em có thể thấy là cuối buổi ngày hôm qua thì mình đang xếp thứ 33 hay 37 thì phải. Đấy là rất là may là không bị out top luôn anh em ơi. Đấy vẫn nằm trong top 39, như vậy là phần quà là vẫn được 100 mảnh tướng 5 sao, đấy, một bộ trang bị là 4 sao và một cái haki tự chọn anh em nhé, đấy rất là ngon luôn. Bây giờ thì cùng hoàn thành các nhiệm vụ nhé, để xem hôm nay ngày thứ tư thì sẽ như thế nào anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ nhận phần quà trước, đấy, nhận phần quà sau đó là mình sẽ vào trang bị. Rồi, bây giờ sẽ mở phần. Đây, hôm qua là mình nhầm, đấy, ở trong cái con game là bên bản chung ấy, đấy, hôm qua thì ngày thứ tư là cũng mở một cái dương trang bị như này đấy, và gọi là cứ tưởng là gửi nhầm nhưng hóa ra là có hai dương anh em ạ. Đấy, một dương đây. Về cái dương chọn haki thì ở đây mình vẫn ưu tiên là lựa chọn haki speed anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ mở hai cái mảnh tướng, hai con tướng 5 sao đấy được chọn ở cái mốc quà xem nhá. Rồi anh em ơi, như vậy là được một phượng hoàng lửa Mako luôn này, rất là ngon luôn này. Đấy, được Mako luôn, một con tanh rất là ngon với hiệu ứng là giải trừ trạng thái bất lợi luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ mình vào sẽ vào trang bị nhé. Đầu tiên là đối với em Warozoro. Đấy, sau khi xong Warozoro thì sẽ đến con tướng là Jinbei. Đấy, tiếp tục là đến Enen và Shiraoshi anh em nhé. Và cuối cùng thì sẽ đến Senoku. Như vậy Senoku thì hết trang bị rồi. Anh em có thể thấy là hiện nay là lực chiến của mình là lên 95,47.000 rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng thêm một chút nữa. Đấy, như vậy là Jinbei lên level 97, như vậy là tăng được một chút lực chiến thôi. Đấy, ngày thứ tư nhé. Đây là ba con boss của ngày thứ tư anh em ơi. Mình sẽ khiêu chiến ba con boss này luôn, khả năng là mình sẽ ăn được ba con boss này rồi. Đấy, bởi vì lực chiến của mình là đã cao hơn cái con boss cuối cùng rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái con boss đầu tiên nhé anh em nhé. Đấy, vừa ăn được rồi, tiếp tục đây. Ăn con boss thứ hai nhé. Rồi, ok anh em ơi. Hai vé này, tiếp theo là ba vé này, 240 kim cương và 120 đá tiên cấp sâu đen này. Đấy, ok anh em ơi, như vậy là mình đã ăn được hết rồi. Đấy, các nhiệm vụ của ngày thứ tư thì cơ bản là sẽ làm hết. Và cái ngày thứ tư này thì mình sẽ bỏ 300 kim cương ra để mình mua 20 cái vé quay này. Thật sự là 20 vé quay thì nó rất là được nhiều luôn anh em ạ. Đấy, và 300 kim cương thì nó sẽ giảm bằng một nửa giá anh em nhé. Đấy, bình thường nếu mà như anh em reset là 30 kim cương là một. Đây, hiện nay thì xếp hạng cá nhân thì đang vào top 90 anh em ạ. Đấy, với 96,87 nghìn lực chiến này. Bây giờ sẽ tiếp tục nâng tiếp này. 98 rồi anh em ơi. Đấy, nhận quà đăng nhập này. Quà đăng nhập thì mình đã nhận một số lần rồi anh em nhé. Ngày này thì vẫn tiếp tục là mua full. Đấy, cái khiêu chiến nhanh anh em ạ. Từ từ đã này. Rồi bây giờ mình sẽ reset các quest này. 60 thì cũng lấy này anh em ơi. 4 này. Lấy hết anh em nhé. Mình lấy hết 60 kim cương. Đấy, và các cái vé khiêu chiến. Đấy, đừng. Đây. Đấy anh em ạ. Đấy, hai vé này. Hai vé và 60 kim cương. Như vậy là được 360 này. Tiếp tục này. 120 này anh em ơi. Đấy, hôm qua này mình có một màn khu máu đấy với toàn bộ kim cương để gọi là có thể lấy hai viên đá thủy tinh thể lực để tăng cái điểm chiêu bộ lên anh em ạ. Hết sạch kim cương luôn. Đấy. Hôm nay thì lại hồi được một tí kim cương ở các phần quà luôn. Rồi, như vậy này, mua một lần nữa này. Đấy, như vậy là tiếp tục là lên level 43 rồi anh em nhé. Rồi, một quét 5 này. Hiện nay thì ải là đang 130 và sau khi lên level 43 thì chắc là ải sẽ lên level 137 anh em ạ. Đấy, VIP 1 thì có thể bỏ qua được, đánh nó rất là thuận lợi luôn. Đấy, tránh là phải để chờ đến level 50 thì mới có thể là bỏ qua anh em nhé. Đấy, nên ở bên server Việt Nam thì rất may là có thể nạp được. Còn bên server chung thì thật ra là mình cũng muốn nạp. Đấy, lấy VIP 1, VIP 2 gì đấy để chơi trải nghiệm cho nó hay hơn. Nhưng tuy nhiên là bên server chung thì thật sự là ác là anh em là phải ác xác thực bằng số điện thoại. Đấy, chứng minh nhân dân thì anh em xác minh rồi đúng không? Nó bắt xác thực bằng số điện thoại nữa. Và khi nạp bằng ví Alipay và
cái WeChat ấy anh em ạ, thì nó lại yêu cầu là phải có thẻ ngân hàng của Trung Quốc đại lục cơ. Đấy, mình thử liên kết cái thẻ Visa và thẻ ngân hàng của bên Việt Nam mình vào cái WeChat Pay, nhưng mà thật sự là nó lại không nạp được anh em ạ, không cho nạp vào cái ví đấy, nên là thành ra là không biết cách để nạp anh em ơi. Đây, chiến đội mở ra một phái nữa này. Hiện nay chiến đội thì đang có 4 chỗ trống. Đây, Marco đây anh em ơi. Đấy. Mình sẽ cho Marco này. Đấy, lau. Đấy. Lau Marco này. Tiếp tục là Kizaru này anh em ơi. Đấy, mình sẽ cho mấy đối tượng này. Rồi, tạm thời cứ để trống một chỗ đã. Level 127 này anh em ơi. Như vậy là vẫn chưa được 100.000 này, vẫn thiếu một chút này. Giờ vào thư chiến bot. Đấy, để nâng một số cái đã. Rồi, ok anh em ơi, top 2 này. Pháo đài chiến nữa này. Pháo đài chiến này. Quá thấp luôn anh em ạ. Ở bên server Việt Nam cày như này thì mình thấy là khá là ngon rồi. Nhưng bên server chung thì ngày hôm qua là bắt đầu có cái dấu hiệu là chững lại. Đấy, về cái việc cày rồi, rất là đen rồi. Hôm qua quay 3-40 vé mà cuối cùng nó vẫn không được gì anh em ạ. Khá là đen đủi luôn. Đấy. Bên server Việt Nam thì có nhiều cốt còn dùng hơn và các cốt thì cho nhiều vé hơn anh em ạ. Đấy, bên server chung thì cơ bản là show chỉ một chút thôi. Đấy. Ok anh em ơi. Lâng thử một tí này. Xem là nó có nhảy lên này. 1 triệu không này. À mình xin lỗi, nhảy lên 100.000 đúng không ạ. 99 rồi anh em ơi. Như vậy là đã nhảy lên mốc là 100. Đấy, 100.000, 100. Đấy. Ok này. 100.000 này. Đấy. Đại hải trình, hôm nay thì lại mở đại hải trình mới. Thì mình sẽ lại tiếp tục mình đi khiêu chiến cái đại hải trình này tiếp tục nhá anh em nhé. Đối với các cái nhiệm vụ thường này này, thì bình thường là nhiệm vụ của phó bản ngày ấy, thì thường thường là mình sẽ không mua thêm anh em ạ. Bởi vì 50 kim cương một lần thì tổng nếu mà mua thêm hết thì cũng không được đáng bao nhiêu. Nên là mình thường thì mình không mua thêm cái kim cương ở chỗ này. Đấy. Impel Down. Impel Down thì đang kết thúc ở level 64 anh em nhé. Đấy. Đây 64 vẫn như ngày hôm qua. Như vậy là vượt qua được 64 rồi. Tiếp tục 65 rồi. Vượt qua 65 rồi. 66 này anh em ơi. 67 này. Ok này. 68 này. 69 này. 70 này anh em ơi. Ồ. 71. 72 luôn này. 73 luôn này anh em ơi. Rồi ok. Như vậy là dừng lại ở ải 73 anh em nhé. Vượt qua ải 73 và đang bắt đầu khiêu chiến ải 74. Đấy, nhiệm vụ thì đã hoàn thành rồi. Đấy, bây giờ hiện nay mình đang có 1.885 kim cương này em ơi. Đấy, nhiệm vụ 7 ngày của ngày thứ tư. Thì hiện nay còn chiêu mộ tình bạn thôi. Cái chiêu mộ tình bạn này thì khả năng sẽ chưa chắc đã hoàn thành được trong vòng 7 ngày. Đây, nhiệm vụ viễn trinh thì xong này. Tiếp theo ngày thứ 3. Ngày thứ 3 thì đã hoàn thành hết rồi. Ngày thứ 2 cũng hoàn thành hết rồi anh em ạ. Và ngày thứ nhất đấy cũng hoàn thành nhất rồi. Cơ bản hết rồi, chỉ còn một cái công hiến hạm đội nữa thôi. Thì mai ngày thứ 5 là sẽ xong. Đây còn shop đây. Shop anh em vẫn tiếp tục sử dụng Belly. Đấy, anh em mua những cái hợp lý nhá. Đấy, ví dụ như cái xu này này. Đấy, xu vòng quay này. Đấy, hoặc là mảnh tướng hay sao này cũng được anh em ạ. Đấy, mở ra dã nó đi, nó tự dã thì cũng sẽ được kiếm được một chút cái điểm, một chút cái điểm đá tiến cấp anh em nhá. Đấy. 1 triệu kinh nghiệm này nếu có thì anh em mua cũng được này. Nói chung là sử dụng bằng Belly thì anh em có thể căn cứ lượng Belly anh em có để anh em mua cũng được nhé. Rồi. Đây anh em ơi. Đấy. Nếu mà hết thì tiếp tục là mua ở đây. Với giá 200 mua 10 lần cũng được anh em ạ. Thôi như vậy là level Warozoro là lên level 132 anh em nhé. Đây. Hiện nay thì em Zimbay này, mình thì mình muốn để dành cái đá tiến cấp này. Để tí mình sẽ nâng, để trong ngày nay và ngày mai mình sẽ nâng Zimbay lên. Để mở cái level của nó lên cái mức cao hơn anh em ạ. Đấy.
Còn Elend thì thôi có thể để nguyên ở mức level 80 là cũng được, cứ bình tĩnh thôi. Đang thiếu cái giai đoạn đầu, cũng đang thiếu cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm và cái đá tiến cấp anh em nhé. Rồi. Haki, đây mình sẽ mang Haki Speed. Đấy. Đồng đội này đã có rune nhạy bén này. Xem nào. Đây anh em ơi, đã có một rune nhạy bén này. Đấy, tuy nhiên là vẫn cứ đeo rune nhạy bén vào, xong mình sẽ chuyển cái rune nhạy, mình xin lỗi, cứ đeo Haki vào xong mình sẽ chuyển cái rune sang cho con tướng khác. Đấy là. Như vậy là đang thiếu mất một chút, tí nữa mình sẽ chuyển cái rune Speed ấy sang cho con tướng là Jinbei anh em nhé. Không có gì cả. Trùng nhau, anh em nhớ là nó trùng nhau thì nó sẽ không cộng dồn và nó sẽ chỉ tính cái cao nhất thôi anh em nhé. Đấy, tức là nó chỉ tính cái rune hoặc Haki nào với chỉ số là cao nhất thôi. Ví dụ hai cái Haki và rune là một cái liên kích level 1 và một cái liên kích level 3 thì nó sẽ không cộng dồn thành level 4 mà nó sẽ là chỉ tính cái liên kích level 3 thôi anh em nhé. Đấy anh em có thể thấy là hôm qua ngày thứ ba thì mình đã gọi là khiêu chiến hết rồi. Đấy, hôm qua đã khiêu chiến hết rồi. Rồi ok. Đấy, thử tí thôi anh em ơi. Rồi đấy, như vậy là cơ bản là cũng level 43 và cái ngày thứ tư anh em ạ, dừng lại ở cái con số là level 43 và lực chiến là đạt khoảng 101.000 anh em ơi. Đấy, cũng cơ bản là hết các nhiệm vụ rồi đấy. Bây giờ thì còn có mỗi là đi leo cái thí luyện vô tận này này. Đấy, thí luyện vô tận này là một này, và thứ hai là đi cái đại hải trình này là hai, để kiếm cái nhiệm vụ mình xin lỗi là để kiếm cái đá tiến cấp và cái phần quà tiếp theo. Thì cái này thì mình sẽ đi ngoài em nhé, đi ở trong đây thì anh em quan sát nó hơi tốn thời gian. Rồi thì tạm thời tổng kết của cái ngày thứ tư của mình thì hiện nay được chiến là đạt 101.000. Đấy, level là level 43 anh em nhé. Đấy, về đội hình hiện nay là Wano Zoro 7 sao, level 132 này. Đấy, Jinbei là 6 sao, level 98. Đấy, Senku 6 sao, level 60. Đấy, Enen 5 sao, level 80. Và con tướng là Shiraoshi. Shiraoshi level bao nhiêu đây? Level 73 luôn nha anh em nhé. Mình sẽ đẩy Shiraoshi lên level 73 luôn. Nhìn Shiraoshi rất là ngọt nước luôn anh em ạ. Đấy, ok luôn anh em ơi. Rồi, xin chào anh em nhé.